Nhiều anh chị hỏi hai cái nền sao bên cao bên thấp, bên đây em làm hồ bơi nha anh chị. Tục ngữ có câu mũi dại lá chịu đòn, hôm qua mẹ em lau bộ cửa này mất cả buổi trời đó anh chị. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trên có địa lợi, dưới có thiên thời, cho nên mẹ em quyết định bằng mọi giá phải hoàn thành công trình này trong ngày hôm nay. Bữa nay em vô vai giám đốc đi nghiệm thu công trình nha anh chị. Trời ơi, đổ hồ phải đổ điều ra, có biết làm không vậy? Nhìn cái tướng đi xúc cát của bà chị thấy mắc ghét. Du phụ chị xúc cát cái du. Thôi bữa nay làm giám đốc mà không phụ ở đâu. Đi mà, giúp chị đi mà. Hồ này hơi non để con đi mua xi măng thêm. Thôi để mẹ mua cho, con ở đây chỉ người ta làm. Bây giờ mày có phụ mẹ làm hồ không? Không phụ đi ra khỏi nhà. Đó, anh chị thấy chưa? Nghe lời anh chị, không phụ mẹ cho mẹ khỏe. Bây giờ mẹ em đuổi khỏi nhà đó, vừa lòng anh chị chưa? Ha ha ha, dám đuổi khỏi nhà hả? Lập đàn cầu mưa liền. Chuyến này cái hồ bơi thành cái đập thủy điện luôn.